39. Nà nà. Ba. Nà nà. Ba. Làm sao đây anh? Cơ. Anh. Không sao đâu. Chờ chị ấy an ổn rồi sẽ liên lạc với chúng ta thôi. Tiểu Đông, chị Tiểu Quý bỏ nhà đi rồi. Chị ấy có liên lạc với em không? Không có. Sao chị ấy lại bỏ nhà đi? Có chuyện gì vậy? Là do bà hết đó. Vì chị Tứ Quý là cháu nhà họ Trình nên mấy ngày nay bà cứ mặt nặng mày nhẹ với chị ấy. Chị Tứ Quý không muốn làm khó cho bà nên không từ mà biệt rồi. Thế này đi, em liên hệ với bạn của chị Tứ Quý xem, hỏi xem chị ấy có liên hệ với họ không. Được, anh chờ em báo tin. Chị Tứ Quý đi đâu được chứ? Anh Hướng Dương, chị Tứ Quý có liên lạc với anh không? Không mở máy. Người chị ấy quen cũng không tìm được chị ấy. Chị ấy đi đâu được chứ? Tiểu Đông, bác gái, sao bác lại đến? Hôm nay bác và bạn đi dạo phố, tình cờ đi ngang qua chỗ này. Đây là bạn gái của con trai tôi mà tôi kể với bà, Tiểu Đông. Cháu chào gì? Tiểu Đông thật xinh đẹp, con trai bà có mắt nhìn thật đấy. Tất nhiên rồi. Tiểu Đông, cho bọn bác hai ly cà phê độc quyền. Dạ, được rồi ạ. Hình như có tiếng khóc của trẻ con. Hình như tôi cũng nghe thấy. Bé à, bé à, cục cưng, cục cưng, không sao, không khóc. Tiểu Đông, là con của ai vậy? Cô chủ, con cô lại khóc rồi à? Không khóc, không khóc, ngoan. Con khóc như vậy, sao mẹ con buôn bán được? Cậu nói cái gì? Con gái nó. Dân à, còn trẻ vậy mà phải dắt theo con buôn bán, vất vả lắm. Dì à, nếu dì rảnh thì ngồi xuống gọi hai ly cà phê, xem như là ủng hộ đi. Cô chủ, một ly cà phê Tứ Quý. Dân, được rồi. Tiểu Xuân, có tin tức của Tứ Quý chưa? Được, về tìm tiếp đi. Em không liên lạc với ai? Như trở mất tích à? Không phải, em chỉ muốn được ở một mình thôi. Có rất nhiều chuyện phải nghĩ cho thông đã. Vậy anh phải cảm ơn em chưa nghĩ thông nên anh mới tìm được em đấy. Lúc trước em và các em của mình không có nhà để về đã từng đến công viên này. Lúc ấy mẹ vừa qua đời, em dắt theo các em lưu lạc khắp nơi, không biết phải đi đâu, cũng không biết tại sao. Lúc ấy em chẳng sợ gì hết. Có lẽ là vì có các em ở bên cạnh. Nhưng bây giờ em không hề kiên cường chút nào hết. Em cảm thấy trên đời này chỉ còn lại một mình thôi. Không biết phải đi đâu. Trước giờ chưa từng sợ hãi như vậy.
Vậy em có nhớ đây cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không? Em nhớ chứ. Lúc ấy em rất tuyệt vọng. Tiểu Đông bị sốt cao, bọn em bụng đói, không nhà để về. Sau đó anh xuất hiện, mua đồ ăn cho bọn em, còn giúp bọn em tìm nơi để ở. Chị xem nè, mấy thứ này là anh Hướng Dương mua cho bọn em đó. Hướng Dương, với em của em chạy đi, chạy nhanh đi. Chị, đi thôi, đi, đi. Chị à, Tứ Quý, em đợi anh, anh sẽ đến cứu em. Thằng nhóc chết tiệt này, em cầm tiền đi, dắt các em của em đi tìm bố của mình. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc ấy em phải cười thật tươi, mời anh ăn cơm chứ. Hướng Dương, anh vẫn là quý nhân trong cuộc đời em. Thế nên dù em ở đâu, anh đều sẽ tìm được cô gái cần anh giúp đỡ. Tứ Quý, em có thấy chúng ta có mối duyên trời định hay không? Hướng Dương, em rất cảm ơn anh. Mỗi lần em bất lực nhất, anh đều sẽ xuất hiện bên cạnh em. Nhưng mà em vẫn luôn xem anh như là người nhà, chứ không phải là người yêu. Em phải từ chối thẳng từng như vậy à? Phát thẻ người nhà cho anh luôn. Em chỉ không muốn anh lãng phí thời gian với em. Anh cam tâm tình nguyện mà. Em đừng nghĩ quá nhiều. Dù em xem anh là gì, thì chỉ cần em cần đến anh sẽ đến bên cạnh của em. Hướng Dương, chuyện quan trọng bây giờ là tìm chỗ cho em. Anh dọn khỏi nhà họ Trình rồi, anh thuê nhà ở ngoài. Đúng lúc còn dư một phòng, em tạm dọn vào ở chung với anh đi. Em sẽ tự nghĩ cách tìm chỗ ở. Anh đừng lo cho em. Em như vậy sao anh an tâm được? Với lại, chẳng phải em đã phát thẻ người nhà cho anh rồi à? Chẳng lẽ người nhà lại không thể ở chung một mái nhà sao? Nếu vậy thì anh sẽ là người nhà như thế nào đây? Anh cũng biết là không giống nhau mà. Được rồi, thế này đi, cho em hai lựa chọn. Một là đến nhà của anh, hai là tìm Tiểu Đông. Tìm Tiểu Đông thì em không còn cớ gì phải không? Thế em tìm Tiểu Đông vậy? Lần này đến lượt nó giúp em giải quyết hậu quả rồi. Vì là triển lãm châu báu nên các nhãn hiệu rất chú trọng ánh sáng. Lần này tôi cố ý chuẩn bị sân khấu lập thể. Tổng giám đốc khó lắm mới lấy được quyền triển lãm độc quyền này. Bọn họ rất chú trọng vào biểu diễn khai màn. Hãy kiểm tra nội dung hoạt động thật kỹ, phải thật náo nhiệt, tuyệt đối không được buồn tẻ. Được, không thành vấn đề. Cẩn thận. Sao rồi? Gọi cấp cứu. Tôi biết rồi. Tôi đi làm thủ tục. Kết quả kiểm tra thế nào? Như mong muốn, có thể làm phẫu thuật. Chỉ chờ sắp xếp thời gian thôi. Tốt quá rồi, phẫu thuật xong thì cậu có thể bình thường lại rồi. Chưa biết được, phẫu thuật cũng có nguy hiểm mà. Tiểu Trình, mình đã hẹn tài xế 8 giờ sáng hôm sau rồi.
Cậu có chuyện đột xuất. Vậy mình phải làm sao đây? Đừng thế chứ Tiểu Trình, cậu đáng tin chút được không? Bây giờ mình biết đi đâu tìm người đây. Thôi vậy, để mình nghĩ cách. Sao vậy? Ngày mai mình dọn nhà, nhờ bạn của mình đến giúp. Cậu ấy nói là đột xuất có gì. Mình đã hẹn tài xế rồi, chủ nhà cũng không chịu gia hạn. Hay là để mình giúp cậu chuyển nhà, dù gì ngày mai mình cũng rảnh. Thật không? Tốt quá rồi Tiểu Thu. Cảm ơn cậu nha Tiểu Thu. Bị chị bắt gặp rồi nha. Chị, cuối cùng chị cũng xuất hiện rồi. Chị, em và Miu Miu chỉ là đồng nghiệp thôi. Em nói sao chị mới tin đây? Nếu như thế thật, thì tại sao Miu Miu lại tự mình bảo chị khuyên em đi phẫu thuật? Tiểu Thu, em thật sự không biết Miu Miu có ý với em hay sao? Hay là em giả ngu đây? Chị nghĩ em bây giờ có thời gian nghĩ đến chuyện đó sao? Tiểu Thu, chị tin tưởng ca phẫu thuật sẽ rất thuận lợi. Phải rồi, bà vẫn ổn chứ? Sao mà ổn được? Anh Tiểu Xuân vì chị mà cãi nhau to với bà. Sau đó bà tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tiểu Xuân vẫn luôn nóng tính như vậy. Em giúp chị trông chừng nó, đừng để cho nó cãi nhau với bà nữa. Anh ấy nóng tính thật, nhưng em cũng thấy được. Bà không muốn chị ra đi, chỉ cần chị nói rõ với bà thì bà sẽ hết giận thôi. Sao lại bỏ đi chứ? Sao dễ dàng vậy được? Phúc Khang là cấm kỵ của bà, con ruột của bà. Cứ người nhà họ Trình, bà liền cắt đứt quan hệ, cả quỷ quỷ cũng không nhận. Nói gì đến chị? Chị, bà mạnh miệng trong lòng mềm mà thôi. Chắc chắn là thế đấy. Vậy cho bà chút thời gian đi. Cũng cho chị một chút thời gian. Vậy bây giờ chị đang ở đâu? Đừng nói là về nhà họ Trình nhé. Yên tâm đi, chị đi tìm Tiểu Đông. Vậy là được rồi, chị đừng ở một mình. Bọn em sẽ lo lắng đấy. Em đã sắp xếp được lịch làm phẫu thuật chưa? Vẫn chưa. Gần đây lịch phẫu thuật dày quá, phòng bệnh cũng không đủ. Bệnh của em không phải là nguy cấp, nên vẫn phải đợi. Vậy là được rồi. Chờ có lịch phẫu thuật rồi, nhớ phải thông báo cho chị biết chưa? Bác sĩ, các anh là người nhà của bệnh nhân à? Phải, ông ấy là bố tôi. Chúng tôi đã băng bó vết thương ngoài da cho ông ấy rồi, không có vấn đề gì. Vấn đề là tình hình của ông ấy có chút khó khăn. Chẳng phải là không có vấn đề gì sao? Sao lại nói khó khăn? Chúng tôi cho ông ấy chụp X quang và chụp CT. Ảnh chụp cho thấy dạ dày của ông ấy có khối u ác tính. Khối u ác tính? Ý bác sĩ là ung thư dạ dày đã được một thời gian rồi, người nhà không biết hay sao? Vậy tiếp theo phải chữa trị thế nào đây? Có phải là cắt bỏ khối u là được rồi không? Chúng tôi chuẩn bị cho ông ấy làm kiểm tra lần nữa. Nếu như di căn đến các cơ quan khác thì cũng không lạc quan lắm. Các anh phải chuẩn bị tâm lý. Tôi đi trước đây. Chuyện này mẹ đừng nhúng tay vào. Còn có cách khiến ông ta đi khuất mắt chúng ta. Ông đến đây làm gì? Muốn gây sự à? Không. Tôi nghe nói cậu đính hôn. Tôi thấy vui cho cậu nên đến chúc mừng. Ông đến chúc mừng cái gì? Ông là ai? Tôi nói cho ông biết, ông cút khỏi đời tôi là lời chúc mừng tốt nhất. Chào quý vị, tôi là Tiểu Khải. Tôi chỉ có gương mặt giống với chủ tịch Dịch chính qua của tập đoàn diễn viên thôi. Thực ra tôi và nhà họ Dịch không hề có quan hệ gì. Ông ấy thành ra thế này
đều là do mình hại. Dịch Dịch, cậu vẫn khỏe chứ? Có bị thương không? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đến diễn viên làm phiền cậu. Tôi chỉ là... Đừng nói xin lỗi nữa. Người phải xin lỗi là con. Bố là bố ruột của con, phải không? Không. Không phải. Cậu đã biết rồi mà. Tôi chỉ là người có gương mặt giống với bố cậu. Sao cậu lại... Sao cậu lại có người bố giống như tôi được chứ? Bố đừng che giấu nữa. Mẹ đã nói hết cho con biết rồi. Lúc trước con đối xử với bố như thế. Tại sao bố không nói cho con sự thật chứ? Bố xin lỗi. Bố đã làm sai rất nhiều chuyện. Không có bố, mẹ con sẽ hạnh phúc hơn. Con mới có thể ngẩng mặt lên làm người. Thế nên bố hứa với Đỗ Quyên rằng mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hai người. Vậy tại sao bố lại xuất hiện bên cạnh của con? Lén là lén lút, không muốn con phát hiện. Bố chỉ muốn nhìn con từ xa. Nhìn con trai của bố. Bố biết. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Phim được thuyết minh bởi Aramad Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dịch Dịch, sao rồi? Sao bỗng dưng lại nằm viện? Không phải con nằm viện. Con sợ con nói thật, mẹ sẽ không chịu đến. Là dịch chính qua. Dịch chính qua thật. Bố của con. Bác sĩ nói bố bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối, không sống nổi nữa đâu. Con không hề biết ông ấy là bố ruột của con. Trước giờ chúng ta cứ tìm đủ cách để đuổi ông ấy ra khỏi thành phố này. Mẹ, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên làm như vậy. Dịch Dịch, không phải lỗi của con. Là mẹ. Mẹ, bố nói bố muốn gặp mẹ. Bố nói có chuyện muốn nói với mẹ. Con biết mẹ hận bố, không muốn gặp bố. Nhưng mà đây là chuyện duy nhất con có thể làm được cho bố. Ông ấy là bố ruột của con. Lúc trước con làm sai nhiều như vậy, bây giờ muốn bù đắp. Muốn bù đắp cũng đã muộn rồi. Những lỗi lầm đó đều do mẹ mà ra. Phải do mẹ gánh chịu. Đến lúc tháo bỏ khúc mắc rồi. Mẹ sẽ đi gặp ông ấy. Dịch Dịch,
Con chăm sóc bố lâu lắm rồi. Về nghỉ ngơi đi con. Công ty còn có rất nhiều chuyện quan trọng giải quyết. Công việc quan trọng hơn. Ở đây đã có bác sĩ và y tá rồi. Không sao đâu con. Yên tâm đi. Đỗ Quyên, anh cứ nghĩ đời này sẽ không còn gặp được em nữa. Là dịch gọi em đến. Dịch đúng là gọi được em đến rồi. Đỗ Quyên, cảm ơn em đã đến thăm anh. Anh chỉ muốn nói xin lỗi em mà thôi. Chuyện trong quá khứ cứ cho qua đi, đừng nhắc lại nữa. Không, Đỗ Quyên, đều là do lỗi của anh. Anh không biết quý trọng em mới phá hủy cả gia đình này. Nếu không thì cả nhà chúng ta sẽ đừng nói nữa. Yên tâm dưỡng bệnh đi. Đỗ Quyên, cả đời của anh chỉ là một chuyện có lỗi với em. Chỉ có lỗi với một người. Đó chính là em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh có lỗi với tôi. Tôi rất hận anh. Anh biết. Chính vì anh nên tôi mới làm sai rất nhiều chuyện như vậy. Tôi thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng Trình Khang Thăng có thể thay thế anh. Thay thế chồng của tôi. Thay thế bố Dịch. Tôi cũng nghĩ rằng mình có thể giấu trời qua biển. Thế nên tôi không ngừng nói dối, tự mình lừa mình, lừa tất cả mọi người. Tôi phá hủy cuộc đời của rất nhiều người. Bây giờ tôi cũng muốn nói với họ một câu. Tôi xin lỗi. Đỗ Quyên, đều là do lỗi của anh. Đều do anh hết. Anh đã nhận được báo ứng rồi. Báo ứng. Nào, uống rượu, uống rượu. Rượu giang này không tồi. Bên kia, đi thôi. Hay là đi Nhật trước? Đi Nhật trước. Chào Jason, sao lại đến trễ vậy? Nói cậu đó, có gái quên bạn, phạt uống một ly. Ly này. Phạt thì phạt. Vì Hạ Lâm, tôi tình nguyện bị phạt. Nào.
Thế à? Tôi thấy có đôi khi cô ta bị dịch dịch đá rồi mới quay về với cậu. Jackson, không ai nuốt lại bãi ói đâu. Tao cảnh cáo mày, Jackson. Hạ Lâm là người yêu của tao. Sau này đừng nói mấy lời dơ bẩn nữa, có nghe chưa? Cậu làm gì vậy? Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Mát, thôi được rồi. Được rồi, bỏ đi, bỏ đi. Tôi sai rồi, được chưa? Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Hạ Lâm, hôm nay đến đây thôi. Hôm nay tôi nói thẳng, tôi và Hạ Lâm đã đính hôn. Sau này cô ấy chính là vị hôn thê của Jackson này. Từ bây giờ trở đi, nếu ai còn dám nói xấu cô ấy thì không còn là bạn của tôi nữa. Hạ Lâm, đi thôi. Đi. Để cậu ấy đi đi. Đừng giận nữa, đừng giận. Không hiểu được cậu ta đang làm gì. Thật lòng thật sao? Thôi đi, thôi đi. Mọi người uống rượu đi. Bỏ đi. Vui lên nào, vui lên. Anh xin lỗi. Anh không nên đưa em đến mấy chỗ như vậy. Em đừng bận tâm đến lời của họ nói. Họ nói thật mà. E là cả đời này em phải trở thành trò cười của người khác. Hạ Lâm, em có biết cảm xúc của em đều chạm đến trái tim của anh không? Chỉ cần thấy em cười, anh tình nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì. Những lời anh đã nói trong quán bar đều là thật lòng. Hạ Lâm, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết em là người anh tìm kiếm suốt đời này. Tuy sau này em rời bỏ anh, nhưng anh nghĩ chắc chắn là anh đã làm sai điều gì đó mới khiến em thất vọng. Cảm ơn trời cao đã cho anh một cơ hội nữa, khiến em trở về bên anh. Hạ Lâm, làm nữ kia của anh có được không? Làm vợ anh nhé. Cho anh dùng cả đời này để yêu em. Gả cho anh nhé. Đừng bao giờ nói tạm biệt. Nói tạm biệt, con tim vẫn luôn chờ đợi. Trong ký ức của tôi còn bao nhiêu vui sướng hay bi thương. Đừng bao giờ nói tạm biệt. Nói tạm biệt. Từ giờ trở đi, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Đừng nói xin lỗi nữa. Người phải xin lỗi là con. Bố là bố ruột của con. Anh ấy biết rồi. Sao anh ấy không nói với con? Có lẽ là nó thấy mình nợ con. Cho dịch dịch một chút thời gian. Cũng cho mình một chút thời gian đi. Chị! Chị à, hôm nay xe cà phê đông khách quá, nên em bận tới giờ mới về được. Chị đợi có lâu không? Không lâu. Bé, lâu rồi mới gặp được mami nhỉ? Còn nhớ mami không?
Chị, bà làm thế cũng quá đáng thật đấy. Họ Trình thì đã sao chứ? Chị lớn lên ở nhà họ Trình đâu? Thật là, chị là do bà nuôi lớn. Có chút chuyện mà bà cũng không chấp nhận được, đúng là hẹp hòi. Là do bà nóng tính quá, giận nhanh nguôi nhanh thôi. Chờ bà nguôi giận rồi, chị sẽ về thăm bà. Cũng đúng. Chị đừng lo, chờ một thời gian nữa em rảnh, em sẽ quay về thay chị thăm bà. Đi, chúng ta lên thôi. Chị đột nhiên đến, có làm phiền em không? Không sao đâu, chị cứ yên tâm đi, em gọi cho lão Bì rồi. Nói chuyện của chị, anh ấy cũng không nói gì hết. Lập tức bảo em gọi chị đến đi. Anh ấy nói chuyện này là lỗi của bà, là do bà không giải quyết tốt. Tiểu Đông, em gặp được người như lão Bì là thật may mắn. Bây giờ trên đời này không còn có mấy người đàn ông được như vậy đâu. Tất nhiên rồi, đồng Tiểu Đông em không nhìn sai người được đâu. Được rồi, chúng ta lên đi. Lão Bì chắc đã làm xong cơm rồi đó. Cái gì? Con biết rằng Tiểu Đông đã có con rồi mà vẫn qua lại với nó. Mẹ, chẳng phải con cũng có Tiểu Bì à? Tiểu Đông không chê con. Con có tư cách gì chê người ta? Nó chê con. Nó có tư cách gì chê con? Đàn ông với phụ nữ sao giống nhau được? Dù có đổi mẹ cho Tiểu Bì thì nó vẫn là theo họ của con, chảy dòng máu của con. Còn Tiểu Đông là dắt theo con riêng vào nhà. Con bị ngốc hay sao? Nuôi con cho người ta à? Mẹ, giờ đã là thời đại nam nữ bình đẳng rồi. Sao trong đầu của mẹ vẫn còn tư tưởng cũ kỹ? Đây không phải là tư tưởng cũ kỹ, là sự thật tàn khốc. Con đó, sợ lên lương tâm của mình mà nói thử xem, có phải là con ruột mới là con của mình không? Sau này Tiểu Đông thích Tiểu Bị hơn hay là thích con ruột của nó hơn? Đây là định kiến của mẹ. Mẹ đổi cách nghĩ khác xem. Tiểu Đông cũng là mẹ nên mới thấu hiểu được nỗi khổ gà trống nuôi con. Chúng còn mới có thể chăm sóc lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Với lại chẳng phải là Tiểu Đông và Tiểu Bì cũng rất thân sao? Là vì hai đứa chưa kết hôn. Chờ hai đứa kết hôn rồi, mẹ không tin Tiểu Đông còn xem Tiểu Bì là con ruột của mình. Bà ơi, vì Tiểu Đông rất tốt, dì ấy dạy con dùng ly TV chơi game đấy. Bé cũng rất đáng yêu mà. Mẹ nhìn Tiểu Bì đi, nó cũng rất thích Tiểu Đông rồi còn gì. Hai con thích là chuyện của hai con, mẹ không thích. Mẹ nói cho con biết, con mau chia tay đi, tránh cho sau này không chia tay được. Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn làm gì đây? Chẳng phải lúc trước mẹ Tiểu Đông già Tiểu Đông ngắn, mẹ rất thích cô ấy hay sao? Sao bây giờ lại trở mặt như vậy chứ? Là vì con gạt mẹ, con làm mẹ nghĩ rằng nó là trong trắng. Mẹ, Tiểu Đông chỉ là ly hôn thôi. Mẹ nói cô ấy thành ra kiểu người như vậy sao? Với lại phụ nữ tốt thì nhiều, nhưng một lòng thương Tiểu Bì như Tiểu Đông thì con dám chắc là tìm không thấy ở đâu. Đây là cái nhìn của hai đứa. Mẹ chỉ nghĩ là khi kết hôn, người ta sẽ xem mẹ là gì. Người ta sẽ cười bà già này, con có biết hay không? Vậy thì dễ thôi. Lúc con và Tiểu Đông kết hôn thì đừng làm linh đình nữa. Bọn con đi đăng ký là được. Dù gì cũng tái hôn mà. Con Tiểu Bì, ăn cơm. Chị đến rồi à? Giới thiệu một chút với chị, đây là mẹ của em. Mẹ, đây là chị của Tiểu Đông, Tứ Quý. Cháu chào bác, ngại quá cháu đến làm phiền rồi. Tiểu Đông, đừng đứng đó nữa, dẫn chị vào trong đi. Đến giờ cơm rồi, chị thật ngại quá. Mẹ, con xem con kìa. Con nuôi con cho người khác còn chưa đủ, còn đón chị người ta vào nhà của mình ở. Sao con không đón mẹ vào nhà của con ở đi? Mẹ, mẹ nhỏ tiếng thôi. Chị của Tiểu Đông chỉ đến ở tạm vài ngày thôi. Với lại, nhà con không phải là nhà mẹ sao? Mẹ muốn ở bao lâu thì ở bao lâu. Sao lại nói không cho ở với cho ở? Sao mẹ có thể lại sinh ra một thằng con ngu ngốc như con chứ? Lúc trước, con để cho con ả kia dắt mũi, khó lắm mới ly hôn được. Con không học khôn ra được à? Mẹ, con ngốc. Con của mẹ ngốc. Mẹ về nhà trước có được không? Con xin mẹ đó, có chuyện gì thì hôm khác mình nói tiếp. Được không hả mẹ? Con xin mẹ đó. Con xin mẹ mà. Chị vào phòng ngủ với Tiểu Đông đi. Em ngủ ở sofa. Được rồi, đừng khách sáo nữa, chị ngủ ở đây. Chị làm thế thì lão Bì đêm nay không ngủ được đâu. Hai đứa còn nói nữa là chị về đấy. Chị buồn ngủ rồi, cả đêm qua không chợp mắt được. Ngủ đi. Được rồi, lão Bì mình nghe lời chị đi. Được thôi, ngủ ngon nha. Chị ngủ ngon.
Có phải anh giấu tôi chuyện gì không? Tôi giấu cô rất nhiều chuyện. Ví dụ như tôi không yêu cô nữa. Ví dụ như tôi ghét cô. Ví dụ như tôi. Ví dụ như bố anh. Thế cho nên chúng ta im đi. Ví dụ như tôi và anh. Chúng ta là đồng tứ quý. Dù cô muốn nói gì tôi đều không muốn nghe. Nhưng anh có từng nghĩ có lẽ đó không phải là sự thật. Mặc kệ là sự thật hay giả, đồng tứ quý, tôi cho cô biết, từ giờ trở đi tôi không muốn liên quan gì đến cô. Mong cô sau này đừng đến tìm tôi nữa. Trước giờ con cho rằng chỉ cần đuổi bố đi là con có thể bảo vệ được bố mẹ, bảo vệ được gia đình mình. Kết quả là con và mẹ đều tự cho mình là đúng, cho rằng làm như vậy là vì người mình yêu thương. Đến cuối cùng lại khiến cho người mình yêu thương nhất bị tổn thương. Không chỉ có bố, mẹ và cả tứ quý cũng thành người bị hại. Tiểu Đông, em nói xem anh tích đức từ kiếm nào mới được mỹ nữ tùy trần như em giúp anh làm cơm sáng. Mê gái, đây là em làm cho chị, lát nữa không cho anh. Vậy em nỡ để anh đói sao? Có đúng không? Sao lại không nỡ chứ? Chẳng phải mẹ anh cũng đã nói, người như anh tìm đại ở đâu cũng sẽ có người tốt hơn em gấp 100 lần. Không được. Lão Bì đây không thích người tốt hơn. Anh chỉ thích Tiểu Đông nhà mình thôi. Xem ra được phòng khách, vào được phòng bếp, lại xem ngoại hình còn đẹp hơn cả hàng Nga ở trên cung trăng. Anh mồm mép như vậy, sao lại nói không lại mẹ của mình chứ? Không phải là không nói lại. Chuyện của chúng ta là thật lòng mà. Thế nên phải nói cho mẹ anh hiểu. Cứ từ từ, đâu thể khua môi mướn mép được, đúng không? Em đừng có bận tâm mẹ anh, cứ giao cho anh. Vậy là được rồi. Vậy lỡ như mẹ của anh không có lỡ như. Anh đã hứa với bà, đã hứa với chị là sẽ lo cho em cả đời này. Anh đã nói thì sẽ giữ lời được. Không giận chuyện của mẹ anh nữa hả? Không giận nữa. Anh thương em như vậy, vì anh em sẽ cố nhẫn nhịn. Em sẽ cố gắng khiến cho mẹ của anh thích em. Cảm ơn em, Tiểu Đông. Chị, chào chị. À, chào. Mà nè, chị ăn sáng được chưa? Được chứ. Vậy em đi gọi Tiểu Bì vậy. Nói hai đứa mới sáng sớm làm cơm gì mà thân mật như vậy hả? Hai đứa dám làm chị không dám ăn đâu. Chị, 10 phút nữa là ăn sáng được rồi. Sao mặt em lại đỏ như vậy? Có đâu. Đâu có đâu. Chị lại trêu em rồi. Đỗ Quyên, chuyện đến nước này cũng đừng trách ai nữa. Cô cũng đừng tự trách mình. Sống cho thật tốt. Giữa tôi và cô cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Tôi vẫn luôn chờ đợi anh về. Dù gì
Chúng ta cũng là vợ chồng 30 năm rồi. Vốn là hiểu lầm, nhưng tình cảm 30 năm qua sao có thể nói bỏ là bỏ được? Sao có thể dễ dàng như vậy được? Đỗ Quyên, nói dối chỉ có thể xoa dịu nỗi đau trong quá khứ, chứ không thể chữa trị vết thương trong lòng được. Cô cũng nên từ bỏ đi. Không, đây không chỉ là nói dối. Tình cảm tôi dành cho anh là thật. Chúng ta sống bên nhau 30 năm rồi, đấy cũng là thật. Anh, tôi, Dịch Dịch, chúng ta là một gia đình. Tại sao lại phải phủ định những hạnh phúc vui sướng trong quá khứ chứ? Nhưng bây giờ sự thật đã được vạch trần, thì không thể giả vờ như không biết được.